Dân mạng Đông Nam Á, vì sao Việt Nam là cường quốc lập trình trong khi Thái Lan và Indonesia giàu hơn mà không thể? Mến chào các bạn khán giả yêu quý đã quay trở lại với Việt Nam Soccer. Không còn nghi ngờ gì nữa, một nửa số học sinh lớp 11 của Việt Nam có thể vượt qua quá trình phỏng vấn của Google. Nell Fraser, kỹ sư phần mềm tại Google, đã từng viết trên blog của mình như vậy. Các bạn thân mến, nói về cuộc cách mạng 4.0 và lập trình ở Việt Nam, nhiều người cho rằng Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân lực công nghệ cao. Và giới trẻ Việt Nam thực sự đang là một thế lực đáng gờm so với khu vực và thế giới. Điều khá khó hiểu là nếu xét theo độ giàu về kinh tế, Việt Nam vẫn thua Thái Lan, Indonesia. Vì sự mâu thuẫn này mà mới đây, trên diễn đàn hỏi đáp lớn nhất thế giới của cộng đồng mạng quốc tế, có một cư dân mạng Đông Nam Á đã cho đăng tải một câu hỏi khá thú vị có liên quan đến Việt Nam với tiêu đề rằng: vì sao Việt Nam đào tạo được nhiều lập trình viên hàng đầu so với các quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á như Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Campuchia? Câu hỏi này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cư dân mạng khắp nơi trên thế giới. Trong số đó có rất nhiều dân mạng Đông Nam Á đã tham gia thảo luận và chia sẻ những bình luận thể hiện quan điểm của riêng mình. Có người không ngần ngại mà thừa nhận Việt Nam đang có nền giáo dục thực sự chất lượng, học sinh Việt Nam học rất giỏi. Một số còn ngại ngùng khi nói rằng khi còn là học sinh, họ rất sợ phải thi cùng học sinh Việt Nam, nhất là trong các môn toán và khoa học. Thậm chí một sóng dân mạng quốc tế cũng tham gia thảo luận và chia sẻ những góc nhìn rất thú vị về thế mạnh độc tôn này của Việt Nam tại Đông Nam Á. Vậy cụ thể họ đã bàn tán những điều gì thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé! Đầu tiên là chia sẻ của một người đến từ Singapore có tên là Jay Kang Lee. Người này đưa ra quan điểm như sau. Sống ở đây với tư cách là một người Singapore xa xứ từ năm 2010 và thường xuyên tiếp xúc với nhiều học sinh trung học Việt Nam, trong đó có hai con trai nuôi của tôi hiện đang học đại học. Nhân tiện, vợ tôi là người Việt Nam. Dưới sự huấn luyện chuyên môn bằng tiếng Anh của tôi dám khẳng định rằng xét về toán và vật lý, hệ thống giáo dục ở đây ngang bằng, nếu không muốn nói là tốt hơn Singapore. Niềm tin của tôi càng được củng cố bởi thực tế là học sinh Việt Nam thường đạt thành tích cao nhất trong các kỳ thi Olympic toán và vật lý quốc tế. Có lần một học sinh Indonesia học tại một trường top đầu ở Singapore kể với tôi rằng hầu hết học sinh ở trường của cậu ấy thường sợ sự vượt trội của các thiên tài người Việt trong các môn toán và khoa học. Tuy không đưa ra được lời giải thích vì sao Việt Nam lại nghèo hơn Thái, Philippines, Indo nhưng có trình độ cao hơn. Nhưng dù sao thì, ông chú người Singapore cũng đã đưa ra rằng bằng chứng sống cho thấy học sinh sinh viên Việt Nam tài giỏi đến thế nào. Trong khi đó, một người nước ngoài tên là Andrew Carford từng có thời gian sinh sống ở châu Á chia sẻ ý kiến thế này. Tôi không biết nhiều về hệ thống giáo dục ở Việt Nam, nhưng tôi có thể nhận xét về khu vực này một cách tổng quát hơn và đưa ra một phỏng đoán có cơ sở. Giáo dục ở Campuchia khá tệ, đặc biệt là giáo dục đại học vì hầu hết mọi người không học xong trung học, kỹ năng công nghệ thông tin đặc biệt thiếu vì hầu hết các trường học không được trang bị để dạy môn này và khả năng truy cập Internet vẫn chưa đến được với hầu hết người dân. Lào thậm chí còn tệ hơn và theo như tôi biết thì Myanmar cũng tương tự như vậy. Vì vậy, các quốc gia này về cơ bản không thể đào tạo được những lập trình viên lành nghề. Thái Lan tốt hơn nhưng theo tôi hiểu thì nền giáo dục chất lượng quốc tế vẫn bị hạn chế đối với một thiểu số tương đối những người có đủ khả năng chi trả. Mặt khác, Việt Nam có lẽ đặt mục tiêu cung cấp nền giáo dục chất lượng cao cho mọi công dân vì là một quốc gia cộng sản. Tôi rất ngạc nhiên khi có nhiều lập trình viên chất lượng hàng đầu đến từ Việt Nam, nhưng có lẽ đây là chiến lược của chính phủ. Tập trung vào công nghệ phần mềm là một cách tuyệt vời để đảm bảo lực lượng lao động trong tương lai, và nền giáo dục chất lượng tốt trong lĩnh vực này sẽ tạo nên nguồn nhân tài xuất sắc trong khu vực. Và ngoài ra, còn có một số ý kiến ngắn cũng khá hay ho như sau. Hầu hết các bạn đều quên rằng Việt Nam từng bị ném bom, trở lại thời đầu đá và gặp phải vấn đề ô nhiễm hóa chất nghiêm trọng. Người Việt Nam nếu không chịu khó làm việc thì sẽ nghèo, lập trình là một cách nhanh chóng để đạt được sự giàu có mà không cần đầu tư lớn. Người Việt Nam rất thông minh, họ thông minh hơn các nước Đông Nam Á khác. Cộng với quan điểm của các bậc cha mẹ Việt Nam, họ rất đầu tư vào việc học cho con, đó là những gì tôi đã chứng kiến. Đó là do hệ thống giáo dục Việt Nam tập trung nhiều vào môn toán và khoa học. Thực tế, Việt Nam đã đạt thành tích khá tốt trong bảng xếp hạng PISA và một số Olympic quốc tế như là IOI và IMO, nên giỏi lập trình là đương nhiên. Đó là một số ý kiến khác nhau của bạn bè quốc tế để giải thích cho trình độ của lập trình viên Việt Nam nói riêng và tài năng của học sinh Việt Nam nói chung. So với khu vực Đông Nam Á cũng như là thế giới, theo các bạn thì đâu là lý do đúng và chưa đúng? Còn sau đây là một số quan điểm rút ra từ một vài khảo sát nhỏ của kênh. Đầu tiên, đó là vì học sinh Việt Nam được học rất nhiều môn toán và khoa học từ nhỏ. Đó là lý do mà tại sao các lập trình viên Việt Nam được đánh giá cao trong khu vực Đông Nam Á. Xin mời các bạn hãy cùng xem qua bài báo này. Bài báo được thực hiện bởi Nell Fraser, kỹ sư phần mềm tại Google cách đây nhiều năm trước. Trong bài báo, tác giả chia sẻ như sau. Gần đây trong một chuyến đi đến Việt Nam, tôi đã đi vào một số phòng học từ lớp 2 đến lớp 11 để hiểu rõ hơn về chương trình giảng dạy khoa học máy tính của Việt Nam.
Những gì tôi khám phá ra, không cần phải nói, vừa gây sốc vừa ấn tượng mạnh. Trẻ em Việt Nam bắt đầu học lập trình cơ bản từ lớp 2 và lớp 3. Chúng bắt đầu học cách sử dụng Microsoft Windows và cách đánh máy. Tùy thuộc vào khả năng tiếp cận công nghệ của từng trường học, học sinh ở Hoa Kỳ có thể học điều tương tự ở độ tuổi đó. Nhưng đến lớp 4, rõ ràng là trẻ em Mỹ và trẻ em Việt Nam đang được đặt vào những hoàn cảnh khác nhau. Vào lớp 5, học sinh Việt đã viết các thủ tục chứa vòng lặp. Học sinh lớp 5 ở Việt Nam rất giỏi, có thể lập trình giống như học sinh lớp 11 ở Mỹ. Điều đó có nghĩa là học sinh lớp 11 ở Việt Nam vượt trội đáng kể so với các bạn cùng lứa ở Mỹ. Câu chuyện có thật này đủ để chúng ta biết rằng hệ thống giáo dục của Việt Nam đã và đang sinh ra những lập trình viên đẳng cấp thế giới với rất ít tài nguyên và điều kiện vật chất. Nguyên nhân thứ hai, đó là do bản chất cần cù, chăm chỉ, hiếu học và ý chí không bỏ cuộc của người Việt Nam. Không hề sai, vì người dân Việt Nam đã bao đời khó khăn, phải sống trong chiến tranh mấy chục năm, nay đã được sống trong hòa bình thì lớp trẻ từ nhỏ đã được dạy là luôn phải có khát vọng tiến lên để xây dựng tổ quốc giàu mạnh, để không ai phải sống trong nghèo đói. Vì thế mà người Việt Nam cũng thuộc top những dân tộc kiên nhẫn và ít bỏ cuộc nhất. Một cuộc khảo sát uy tín đã cho biết, lập trình viên Việt Nam làm việc 6 ngày một tuần, trong khi ở phương Tây, thời gian làm việc mỗi tuần chỉ là 5 ngày. Ở thế hệ nhân sự trước đây tại Việt Nam, làm việc 12 giờ một ngày và 6 đến 7 ngày mỗi tuần vẫn rất là bình thường. Hồi còn nhỏ, nhất là với những bạn có gia cảnh khó khăn, thì bạn học sinh nào cũng luôn khát vọng thoát nghèo và phấn đấu không ngừng để vươn lên, vừa để chứng minh bản thân vừa để phụ giúp gia đình. Thông thường những người mơ lớn như vậy đều thành công và làm được những điều rất đáng khâm phục. Thậm chí có nhiều cậu sinh viên nghèo bây giờ đã là nhân sự quan trọng của các tập đoàn lớn. Tất nhiên thực tế là trên bản đồ công nghệ thế giới, Việt Nam vẫn là ngôi sao tiềm năng chứ không phải là siêu cường quốc. Chúng ta vẫn cần nhiều năm nữa để tiến lên vũ đài thế giới một cách mạnh mẽ hơn. Nhìn chung, mặc dù việc phát triển gia công phần mềm ở Việt Nam vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, nhưng tất cả những dấu hiệu trên đều hướng đến tương lai tươi sáng. Còn số biết nói là năm 2023, tập đoàn FPT của Việt Nam đã cán mốc doanh thu lập trình 1 tỷ đô la Mỹ. Khách hàng của FPT toàn các cá mập như là Boeing, Airbus và rất nhiều tập đoàn của Nhật. Ở Đông Nam Á này không có một quốc gia nào làm được. Có thể 10 năm tới, chúng ta đạt độ 9 về công nghệ thông tin, bán dẫn, công nghệ cao, chuyển đổi số. 10 năm tiếp theo sẽ là lĩnh vực tài chính, ngành ấy cũng chính là thế mạnh của các bạn có tư duy tốt về toán học. Hai lĩnh vực này sẽ đưa Việt Nam bay cao và Việt Nam sớm đạt thu nhập trung bình cao. Và chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào một thế hệ trẻ đầy tài năng của nước nhà. Còn bạn thì sao? Các bạn nghĩ gì sau khi xem video này? Bình luận cho mình biết vậy nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé! Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.